Vụ sạt lở làm ba cháu nhỏ tử vong, chủ nhà vừa bới lớp đất vừa kêu cứu con em với. Sáng ngày 13 tháng 5, người dân tại thôn 6, xã Ba Trại vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ sạt lở nhà dân khiến ba cháu nhỏ tử vong. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trên địa bàn xã Ba Trại có mưa lớn, lượng nước dồn về phần tường nhà. Không có rãnh thoát nước phía tà ly dương dẫn đến việc tường nhà đổ vào phía trong gây tử vong cho các nạn nhân. Chị Đoàn Thị Hương, trú tại thôn 6, xã Ba Trại, Ba Vì, một người dân gần nơi xảy ra vụ việc cho biết: "Tối qua, tôi vừa dạy học cho các cháu xong thì mưa to quá, các cháu không về được nên vẫn ở lại trú mưa. Lúc sau khoảng 22 giờ, bố các cháu thuê taxi đến đón. Thời điểm bấy giờ, chị hàng xóm chạy sang nhà tôi bảo chị ơi sang cứu nhà em với. Tôi cùng chồng chạy sang xem thì thấy có một số cháu khóc, nhìn vào bên trong thì thấy toàn bộ bức tường đã sập đổ xuống. Tôi thấy chú V chủ nhà vừa bới đất, vừa khóc kêu cứu con em với, con em bị vùi trong này rồi. Tại đây, chị Hương nhìn thấy một cháu nhỏ đang bị khối gạch lớn đè lên chân, bố mẹ của cháu bé đang cố gắng nhấc lên nhưng không được. Thấy vậy, chị Hương chạy vào giúp đỡ nhưng bất thành. Tôi liền chạy về nhà tìm xà beng, cuốc để nâng khối gạch lên nhưng không có. Sau đó, tôi chạy sang nhà hàng xóm hô hoán mọi người sang cứu giúp và nhờ bác hàng xóm báo cho cơ quan công an. Thời điểm xảy ra sự việc, có khoảng 8 đến 9 cháu nhỏ, 4 đến 5 cháu bé được bố mẹ kịp thời bế con ra ngoài, tinh thần hoảng sợ. Khu kinh doanh hoạt động vui chơi này mở được khoảng 1 năm. Chỗ sạt lở trên là một bờ cao, dưới là người ta xây, như mọi năm nước hay ngấm vào, còn việc không may đổ tường là do trời hôm qua mưa to quá. Theo một số người dân nơi đây cho biết, vào các ngày nghỉ cuối tuần, các gia đình thường đưa các cháu nhỏ ra đây chơi. Đông nghịt, thường các cháu đến đây vui chơi đến khoảng 21 giờ 30 là về, nhưng do hôm đó trời mưa lớn nên phải trú lại, một người dân cho hay.